Thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận được rõ chất âm nhạc dân gian rất đặc trưng của các bạn. Khi được chuyển soạn cho đàn guitar, nó rất tuyệt. Âm nhạc có khả năng kết nối kỳ diệu vì mọi người trên thế giới đều có thể hiểu. Tôi luôn biết rằng đây là một đất nước tuyệt vời. Nhưng thậm chí bây giờ tôi còn yêu đất nước các bạn hơn nữa. Khi chuyển soạn các cái ca khúc Việt Nam sang cho đàn guitar classic thì nó rất là khó. Cái bí kíp của mình là làm sao nó phải tinh giản nhất, phải rất là khúc chiết, rất là cô đọng. Nếu như mà cứ lan man thì khó chơi, thứ hai là lại giống nhạc nhẹ. Bạn có phải có cảm hứng rất là mạnh mẽ, mãnh liệt. Thứ hai là cái tình yêu dành cho cái ca khúc đấy. Thứ ba là cái khao khát là nhất định phải làm được. Guitar là cái đàn mà có cái tính nhân bản rất là cao. Mình trực tiếp đánh ra cái tiếng đàn, cảm giác như là cái tiếng đàn đấy nó ở trong máu thịt mình. Cái thời mà bọn mình học đàn là rất ít người có thể bám trụ được với nghề. Nhưng mà ở thế giới có nhiều những nghệ sĩ cũng thành công. Thế là mình mới quyết định là phải có một cái con đường để đi. Cái lời khuyên là bổ ích của bác Văn Vượng là muốn mọi người biết đến đàn ấy, thì cháu phải chơi nhạc Việt Nam. Giống như bác ngày xưa đi đánh đàn cho công nhân nghe thì không thể nào mà chơi nhạc thính phòng. Mình bắt đầu soạn những cái bài Việt Nam và bắt đầu mình tổ chức concert. Đầu tiên vắng lắm, xong rồi sau cứ đông dần lên. Và mình bắt đầu hăng say viết nhạc, viết nhiều hơn. Khi mình bắt đầu mình nói với cả các bạn là sẽ làm festival thì mình vẫn nhớ có một anh bạn rất là thân, anh ấy làm thế nào được. Có một câu rất là phũ phàng như thế. Thực sự là vô cùng khó khăn. Rất là nhiều những cái khâu mà phải giải quyết. Mời những nghệ sĩ quốc tế đến. Nhiều người người ta có uy tín mà thì người ta sẽ đặt một cái câu hỏi là liệu đến Việt Nam thì festival nó có ra gì không? Có ai đi xem không? Những cái khâu khác về truyền thông và mọi thứ là năm đầu tiên là mình không hiểu. Nhưng mà thực sự là mình cứ cố gắng chấp nhận là sẽ phải bán đi một vài cây đàn rất là đắt tiền. Rất là nhiều người bảo mình là Đông Khí Sốt. Rất nhiều mà mình là kiểu có vấn đề. Năm đấy tổ chức ở là tuổi trẻ và khán giả đến rất đông. Thì nó đã tạo cái tiền đề rất là tốt cho những cái festival sau này. Không nghĩ là sẽ có một ngày mà mình được tham gia một cái festival đúng nghĩa là cuộc thi do người Việt Nam tổ chức trên tại đất nước của mình và mình là chủ nhà. Thì mình cũng rất là tự hào. Tôi là người Việt Nam và tôi muốn giới thiệu cái tâm hồn của Việt Nam đến tất cả các bạn. Thực ra nó là cái danh dự nghề nghiệp. Mình thấy rằng là nếu như mình là người chơi đàn thì mình phải đóng góp cho nó, phải làm sao cho nó tốt nhất. Mà muốn tốt thì đương nhiên là phải cạnh tranh với cả nước ngoài. Mình vẫn luôn có cái suy nghĩ rằng là tại sao mà chỉ có người Việt Nam đi du học nước ngoài mà người nước ngoài không đi du học ở Việt Nam. Mình luôn luôn nghĩ đến những cái sự ngược dòng như thế. Hầu hết là những cái bạn mà đi du học nước ngoài rất ít khi quay về để mà cống hiến. Nếu như mà ai cũng như thế thì nó rất là chậm phát triển được. Mình phải cố gắng truyền cái cảm hứng cho nhiều người hơn. Và song song với đấy là tôi muốn cái điều đấy nó nhân rộng ra. Và cái khao khát của tôi là sẽ có rất nhiều những cái guitarist xuất sắc ở Việt Nam, không thua kém nước ngoài. Âm nhạc Việt Nam sẽ vang lên nhiều hơn ở trên thế giới.